Xin chào các em học sinh đến với buổi ôn tập kiểm tra lại môn toán lớp 7 năm học 2020-2021 của trường Trung học cơ sở Phước Thiền. Vậy là chúng ta đã trải qua được 5 buổi ôn tập. Hôm nay chúng ta bước vào buổi ôn tập thứ 6, cũng là buổi ôn tập cuối cùng trong đợt ôn tập kiểm tra lại này. Buổi học hôm nay thì cô sẽ tổng kết lại cho các em các cái dạng bài tập mà chúng ta cần nhớ, các dạng bài tập trọng tâm để các em làm bài thật tốt, nắm vững cách làm và mình có thể làm bài đạt được kết quả tốt. Các em chú ý nhé. Dạng bài tập mà các em cần nhớ, thứ nhất đó là bài dạng giống như dạng bài 1 trong bài 1 trong phần trong đề cương phần đại số của chúng ta. Cái dạng bài tập này thì cô cũng đã nhắc ở buổi học đầu tiên của chúng ta. Và hôm nay thì cô nhắc lại một lần nữa để cho các em khắc sâu hơn và nhớ kỹ hơn về cách làm. Thời gian giải xong một bài toán tính theo phút của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau. A. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? B. Lập bảng tần số. C. Tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện các em nhé. Chúng ta đi vào yêu cầu đầu tiên là dấu hiệu ở đây là gì. Vậy thì như ở phần video đầu tiên cô cũng đã nhắc cho các em cái cách để mà tìm dấu hiệu được nhanh nhất rồi. Đó là chúng ta nhìn ngay vào đề bài, chúng ta trả lời luôn. Dấu hiệu ở đây là thời gian giải xong một bài toán tính theo phút của học sinh lớp 7A. Sau khi mà tìm xong dấu hiệu rồi thì chúng ta sẽ đi tìm số các giá trị. Tức là chúng ta đi tìm xem coi đề bài cho chúng ta là có bao nhiêu giá trị, có bao nhiêu số trong cái bảng đó đấy. Cái bảng mà đề bài cho ấy, là chúng ta kiểm tra trả lời xem là có bao nhiêu giá trị. Vậy chúng ta đếm nhanh là bảng này của chúng ta sẽ có 3 dòng và có 10 cột. Như vậy cô lấy 3 x 10 bằng 30. Cô trả lời ngay được là số các giá trị là N bằng 30. Sau khi mà làm xong câu A thì chúng ta sẽ làm đến câu B, đó là lập bảng tần số. Thì chúng ta có hai cái cách để lập bảng tần số là bảng ngang và bảng dọc. Nhưng mà thông thường thì chúng ta nên lập theo bảng tần số dạng bảng ngang để tiết kiệm được giấy. Và cách nào thì cũng giống nhau, và trong bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cái cách lập bảng tần số dạng bảng ngang. Bảng tần số của chúng ta thì sẽ gồm một khung hình chữ nhật, gồm có hai dòng. Dòng thứ nhất là các em ghi giá các giá trị cho cô, và các em sẽ liệt kê các giá trị khác nhau lần lượt từ bé tới lớn. Vậy giá trị nhỏ nhất là 3, rồi đến 4, 5, tương tự như vậy và liệt kê lần lượt cho cô. Dòng thứ hai là các em ghi tần số, ký hiệu là N nhỏ, tương ứng với các giá trị mà chúng ta vừa liệt kê. Bây giờ muốn đi tìm các tần số của các giá trị này thì giờ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ, đó là chúng ta đếm. Đếm ở đâu ạ? Chúng ta nhìn vào cái bảng mà đề bài cho chúng ta để chúng ta đếm. Đếm cái gì ở đây? Các em còn nhớ đúng không? Chúng ta đi tìm tần số, vậy thì mình phải nhớ lại xem tần số là gì. Tần số là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị. Vậy bây giờ mình xem coi số 3 này trong cái bảng đề bài cho này, số 3 này xuất hiện mấy lần thì mình sẽ điền ngay được tần số của 3 là bao nhiêu. Vậy cô thấy trong bảng này giá trị 3 xuất hiện một lần, như vậy cô sẽ điền được tần số tương ứng của giá trị 3 là 1. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ điền tiếp được giá trị 4 sẽ có tần số là 2. Giá trị 5 sẽ có tần số là 7. Và giá trị 6 có tần số là 6. Giá trị 7 có tần số là 6. Giá trị 8 có tần số là 2. Giá trị 9 có tần số là 3. Giá trị 10 có tần số là 1. Giá trị 11 có tần số là 1. Giá trị 12 có tần số là 1. Và sau khi chúng ta tìm được tất cả các cái tần số tương ứng với các giá trị thì chúng ta sẽ cộng lại, và chính là bằng số các giá trị bằng N lớn bằng 30. Yêu cầu tiếp theo là tính số trung bình cộng. Thì
thì chúng ta sẽ tính theo công thức. Công thức tố số tính số trung bình cộng là gì ạ? Số trung bình cộng của dấu hiệu thì bằng tổng các giá trị nhân với tần số tương ứng. Các giá trị nhân với tần số tương ứng chia cho số các giá trị. Và số trung bình cộng của dấu hiệu thì ký hiệu là chữ x lớn có gạch ngang ở trên đầu. Như vậy số trung bình cộng sẽ bằng gì đây ạ? 3, giá trị nhân với tần số tương ứng, vậy là 3 thì sẽ nhân với 1, tương tự 4, cộng với 4 nhân 2, cộng 5 nhân 7, cộng 6 nhân 6, cộng 7 nhân 6, cộng 8 nhân 2, cộng 9 nhân 3, cộng 10 nhân 1, cộng 11 nhân 1, cộng 12 nhân 1. Tất cả chia cho n lớn là chia cho bao nhiêu đây các em? 30. Và cô tính được là tổng cộng lại là bằng 200. Vậy là 200 phần 30, nghĩa là 200 chia cho 30 thì cô ra kết quả là 6,66667 và cô làm tròn xấp xỉ là 6,7. Sau khi tính được số trung bình cộng thì chúng ta sẽ đi tìm mốt. Vậy thì mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất. Thì chúng ta nhìn ngay vào dòng tần số, chúng ta xem coi là cái số nào lớn nhất. Đây là số 7. Số 7 lớn nhất, vậy thì tương ứng với tần số 7 này thì giá trị của nó là bao nhiêu đây các em? Là 5. Như vậy, mốt của dấu hiệu cô trả lời được là M0 bằng 5. Vậy là dạng bài tập thứ nhất là cô đã nhắc lại cho các em một lần nữa để cho các em có thể khắc sâu hơn, biết cách làm và chú ý để mình làm bài được tốt. Bây giờ chúng ta sang một dạng bài tập tiếp theo mà các em cần chú ý. Đó chính là dạng bài tập bài 4 trong đề cương phần đại số. Cho hai đa thức Px bằng x mũ 2 cộng 2x cộng 3 trừ 3x mũ 4 và Qx bằng x mũ 2 trừ 4x trừ x mũ 3 cộng 2x mũ 4 trừ 3. A. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến. B. Tính Px cộng Qx. C. Tính Px trừ Qx. D. Tính P1 Q0. Dạng bài tập này thì cô cũng đã hướng dẫn cho các em làm ở trong những video lần trước rồi. Và lần này thì cô sẽ nói lại một lần nữa. Các em chú ý lắng nghe nhé. Vậy câu A là sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa tăng của biến. Lũy thừa tăng của biến có nghĩa là gì? Chúng ta sắp xếp theo số mũ tăng dần của biến. Số mũ từ bé tới lớn. Như vậy, chúng ta sẽ sắp như thế nào đây? Px bằng x mũ 2 cộng 2x cộng 3 trừ 3x mũ 4. Bây giờ cô sắp xếp thì sắp theo chiều tăng của biến thì số tự do là lũy thừa bằng 0. Nên số tự do sẽ đứng đầu tiên. Px sẽ bằng 3. Các bạn nhớ là khi sắp xếp thì các cái hạng tử này thì đi kèm với dấu đứng đằng trước của hạng tử luôn nhé. Mũ 0, lũy thừa bậc 0 rồi sẽ đến lũy thừa bậc 1, như vậy là sẽ cộng với 2x. Lũy thừa bậc 1 thì đến lũy thừa bậc 2, như vậy là cộng với x mũ 2. Mũ 2 rồi thì số mũ lớn nhất tiếp theo, số mũ 2 rồi đến số mũ lớn là mũ 3, mà ở đây không có mũ 3. Trong cái đa thức P này không có mũ 3 cho nên chúng ta sẽ sắp xếp tiếp sang cái hạng tử có số mũ lớn tiếp theo, đó là trừ 3x mũ 4. Như vậy là cô đã thực hiện cái việc sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Tương tự như vậy thì đối với Qx, cô cũng sẽ có Qx sẽ bằng trừ 3 trừ 4x cộng x mũ 2 trừ x mũ 3 cộng 2x mũ 4. Câu B, tính Px cộng Qx. Thì cô sử dụng luôn cái kết quả mà cô vừa sắp xếp này, cho nên cô sẽ thực hiện phép tính Px cộng Qx theo hàng dọc. Px bằng 3 cộng 2x cộng x mũ 2. Các em chú ý cái chỗ mà cô để trống này. Tại sao cô để trống ạ? Cô nhắc lại một lần nữa để các em nhớ. Ở đây là lũy thừa bậc 2 và vị trí trống này là của lũy thừa bậc 3. Nhưng mà vì Px nó bị khuyết đi cái hạng tử bậc 3 cho nên chỗ này cô để trống. Và tiếp theo là đến lũy thừa bậc 4 là trừ 3x mũ 4. Qx chúng ta ghi lần lượt.
Và các em nhớ là khi cộng hàng dọc này thì các cái hạng tử có lũy thừa cùng bậc sẽ đứng thẳng hàng với nhau nhé. Bây giờ chúng ta thực hiện cộng theo hàng dọc từng hạng tử thôi. Khi trình bày các em nhớ trình bày dấu bằng phải thẳng nhau nghe chưa các em? 3 cộng âm 3 bằng 0. Phần biến là x giống nhau, cô giữ nguyên phần biến, cô lấy hệ số cộng với nhau. 2 cộng với âm 4 bằng âm 2. Phần biến ở đây là x mũ 2, cô giữ nguyên. Cô lấy hệ số cộng với nhau, 1 cộng 1 bằng 2. Phần biến ở đây là x mũ 3. Vậy cô lấy phần hệ số cộng với nhau, 0 cộng với âm 1 bằng âm 1. Phần biến ở đây là x mũ 4, giữ nguyên. Lấy phần hệ số cộng với nhau, âm 3 cộng 2 bằng âm 1. Như vậy là cô đã thực hiện xong phép cộng Px cộng Qx. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính Px trừ Qx tương tự như đối với phép cộng. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm phép trừ. Các em nhớ chỗ này là phép trừ. Thì khi mà chúng ta thực hiện tính, chúng ta phải ghi dấu trừ, hoặc là khi bấm máy chúng ta bấm dấu trừ cho cô nha. 3 trừ đi trừ 3 bằng 6. Phần biến x giữ nguyên. 2 trừ đi trừ 4 bằng 6. Có nghĩa là viết là dương 6. Phần biến là x mũ 2. Lấy hệ số trừ cho nhau, 1 trừ 1 bằng 0. Là 0 x mũ 2 thì cô có thể viết là 0. Phần biến ở đây là x mũ 3. Cô lấy phần hệ số trừ cho nhau, 0 trừ cho trừ 1 bằng 1, nên cô viết là cộng 1. Phần biến là x mũ 4, giữ nguyên. Cô lấy phần hệ số trừ cho nhau, trừ 3 trừ đi 2 bằng trừ 5. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phép tính trừ Px trừ Qx. Chúng ta sang ý tiếp theo là tính giá trị của biểu thức. Tính P 1. Vậy là chúng ta sẽ thay x bằng 1 vào đa thức P. Ta có, em quan sát lại cái đa thức P mà ở câu A. Px là bằng 3 cộng 2x cộng x mũ 2 trừ 3 x mũ 4. Vậy bây giờ giá trị x sẽ được thay là bằng 1. Vậy cô sẽ có là P của 1 sẽ bằng 3 cộng 2 nhân 1 cộng 1 mũ 2 trừ 3 nhân 1 mũ 4. Vậy P của 1 sẽ bằng 3 cộng 2 cộng 1 trừ 3 là bằng 3. Tương tự Q0. Cô sẽ thay x bằng 0 vào đa thức Q và cô sẽ được là Q0 sẽ bằng âm 3 trừ 4 nhân 0 cộng 0 mũ 2 trừ 0 mũ 3 cộng 2 nhân 0 mũ 4. Qx bằng trừ 3 trừ 0 cộng 0 trừ 0 cộng 0 bằng trừ 3. Dạng bài tập tiếp theo mà các em cần nhớ là dạng bài tập 2 hình học trong đề cương của chúng ta. Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AM, chứng minh tam giác ABM bằng tam giác ACM. B. Các góc AMB và góc AMC là những góc gì? C. Biết AB bằng AC bằng 10cm, BC bằng 16cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AM. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ hình. Cô có tam giác cân ABC. Tam giác ABC cân tại A nên cô sẽ ký hiệu cạnh AB và cạnh AC có ký hiệu giống nhau, tức là hai cạnh này bằng nhau. Đường trung tuyến AM có nghĩa là xuất phát từ A tới trung điểm của cạnh BC. Như vậy M sẽ là trung điểm của BC. Cô ký hiệu MB và MC bằng nhau. Chúng ta đi làm câu A. Vậy các em quan sát vào cái hình vẽ của chúng ta thì thấy hai tam giác ABM và ACM có những yếu tố nào bằng nhau? Xét tam giác ABM và tam giác ACM có AB bằng AC theo giả thiết. Có hai cạnh bằng nhau vì ABC là tam giác cân.
có BM bằng CM vì AM là đường trung tuyến, cô vừa giải thích rồi. Có AM là cạnh trung. Vậy ta kết luận hai tam giác ABM sẽ bằng tam giác ACM theo trường hợp cạnh vì có ba cạnh bằng nhau. Ba cạnh tương ứng bằng nhau hai tam giác. Câu B. Câu B là vì tam giác ABC cân tại A. Theo tính chất của tam giác cân thì ta có AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao, nên AM sẽ vuông góc với BC. Khi AM vuông góc với BC thì góc AMB bằng với góc AMC bằng 90 độ. Câu C. Vì góc AMB bằng góc AMC bằng 90 độ nên tam giác AMB sẽ là tam giác vuông tại M. Mà đề bài lại yêu cầu chúng ta tính AM, tức là đi tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông, thì chúng ta sẽ sử dụng định lý Pythagore. Mà đề bài lại cho chúng ta biết được cạnh AB của chúng ta đã bằng 10 cm rồi. Vậy bây giờ chúng ta nếu biết được độ dài của cạnh BM thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được AM. Vậy thì BM tính bằng cách nào? Đề bài lại cho chúng ta là BC bằng 16 cm. Mà ta lại có BM cộng MC bằng BC bằng 16 cm. Mà lại có BM bằng với MC, nên suy ra BM sẽ bằng MC bằng BC chia cho 2 và bằng 8 cm. Vậy có AB bằng 10, BM bằng 8, cô sẽ dễ dàng tính được AM dựa vào định lý Pythagore. Xét tam giác ABM vuông tại M. Theo định lý Pythagore ta có AM bình phương bằng AM, xin lỗi các em, AB bình phương bằng AM bình phương cộng MB bình phương. Tức là bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Suy ra AM sẽ bằng AB bình phương. Xin lỗi các em, AM bình phương sẽ bằng AB bình phương trừ MB bình phương bằng 10 bình phương trừ 8 bình phương bằng 100 trừ đi 64 bằng 36. Suy ra AM sẽ bằng căn bậc 2 của 36 là bằng 6 cm. Vậy là các bạn nắm lại một lần nữa, hệ thống lại một lần nữa các bài tập trọng tâm mà cô vừa nhắc. Bây giờ các bạn sẽ ghi chép bài đầy đủ lại cho cô và ôn tập thật kỹ, thật tốt. Bài giảng đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em luôn mạnh khỏe và ôn tập thật tốt.